Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc Tân Á. Thì cứ đến hẹn lại lên. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một mẫu nhà. Nhà đây là mẫu nhà vườn cấp 4 theo phong cách hiện đại. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn mẫu nhà ở trên kênh YouTube của chúng tôi, Nhà đẹp Tân Á. Thì trên kênh của chúng tôi sẽ có đầy đủ các mẫu nhà từ nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4 cho đến các mẫu thiết kế theo phong cách hiện đại, cổ điển, tân cổ điển, vân vân. Các phong cách thiết kế mới thời thượng nhất hiện nay. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái video chia sẻ kinh nghiệm của đội ngũ giám sát cũng như là đội ngũ thi công trọn gói của công ty, chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình thi công, xây dựng công trình. Và các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi thì sẽ nhận được tất cả những video mới nhất mà chúng tôi chia sẻ lên đây, là giới thiệu sản phẩm cũng như là chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi công, xây dựng công trình. Và hiện tại thì chúng tôi cũng đã phủ sóng ở rất nhiều tỉnh thành như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Nội, Sài Gòn, vân vân. Và các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để lựa chọn được cho mình một mẫu nhà phù hợp với lại phong cách của chúng ta. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn mẫu nhà của anh Long ở thị trấn Quy Châu, Nghệ An. Đây là mẫu nhà vườn được thiết kế theo phong cách hiện đại cấp 4 và với hệ mái Nhật. Mẫu nhà thì với diện tích xây dựng là 193 mét vuông, gồm có 4 phòng ngủ. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn từ phối cảnh 3D kiến trúc bên ngoài cho đến cái kiến trúc công năng sử dụng của ngôi nhà bên trong. Và bây giờ ở phần bên ngoài ngôi nhà thì đây là một ngôi nhà thiết kế phong cách hiện đại. Thì các bạn thấy từ hệ mái, đây hệ mái thì kết hợp, đây là một hệ mái Nhật kết hợp giao thoa, các hệ mái được giao thoa với nhau tại các đường đắp bơ, và các đường đắp bơ thì sẽ giao thoa với nhau ở tại các vị trí đỉnh mái. Các vị trí đỉnh mái này thì chúng ta sẽ cho kết hợp với lại trụ cây ở mái lên, thì sẽ tạo được cho cái hệ mái của chúng ta thì kết cấu thêm vững chắc. Và đặc biệt là anh có sử dụng năng lượng bình bình nóng lạnh, dùng năng lượng mặt trời, vì vậy mà chúng ta phải bố trí ở mái một cái hệ gọi là hệ sàn để chúng ta đặt cái hệ năng lượng mặt trời. Vì vậy mà chúng tôi bố trí đằng sau ngôi nhà đấy một cái hệ sàn 3 mét vuông để chúng ta đặt cái hệ năng lượng mặt trời đấy. Và với cái hệ mái Nhật này thì quan trọng nhất là ở cái vị mình phải xác định đúng các vị trí đỉnh mái gọi là các vị trí trụ cây để chúng ta có được cái độ dốc của mái cũng như là cái độ chính xác về các cái hệ mái mà các kiến trúc sư đã thiết kế ban đầu. Và chúng ta cũng đến về đằng dưới mái là một hệ sino mái. Các bạn thấy hệ sino mái này chúng ta sẽ đổ bê tông để bé ra thì chạy hệ sino mái xung quanh viên ngôi nhà đấy. Và đằng dưới hệ sino mái thì chúng ta kết hợp các cái phao chỉ để tôn lên cái vẻ đẹp của hệ mái khi chúng ta đứng ở sân vườn chúng ta nhìn lên. Và bên cạnh đó thì ở cái hệ sino mái này thì chúng ta nên kết hợp cả hệ bóng downlight. Hệ bóng này thì với thứ nhất là trang điểm về cái vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà, thứ hai là khi vào buổi tối thì chúng ta bật đèn cái hệ downlight này lên khi có sân vườn thì rất là đẹp và cũng như là rất là sang trọng cho ngôi nhà. Và với cái hệ cũ mái thì chúng tôi bố trí cho anh đấy là cho ốp gạch giá gỗ. Và các bạn thấy với cái vị trí này thì chúng tôi có tư vấn cho anh Long là ốp gạch giá gỗ hoặc anh có thể là sử dụng sơn giả đá thì đều là phù hợp với lại cái hệ cũ mái này. Và dưới cái hệ cũ mái thì các bạn thấy nút thắt ở đây là một cái đường phao chỉ chạy dọc theo cái hệ cũ mái đây để làm cái điểm nhấn nhả cho cái hệ giữa mái và thân đó. Các bạn thấy cái đường phao chỉ này, mình phao chỉ mình phải kết hợp cả cái sự đắp các cái đường chỉ để làm sao mà nó sự hài hòa giữa giữa cái hệ mái và hệ thân để nó làm nổi bật
tôn điểm lên cho ngôi nhà. Đấy, các bạn thấy ở một cái ngôi nhà phong cách hiện đại với màu sơn, không sử dụng màu sơn đấy không nhiều. Các bạn thấy như đây là sơn màu gạch giả đá, còn ở dưới chúng tôi cho sơn màu vàng nhạt, thì các bạn thấy hệ màu đấy nó không quá là màu sơn đấy không quá nhiều, dẫn đến là nó sẽ bị rối trong cái cách phối màu của ngôi nhà. Và các bạn thấy màu chủ đạo đấy là một màu vàng nhẹ cho ngôi nhà đấy. Và ngôi nhà phong cách hiện đại thì sử dụng các cái hệ cửa sổ là cửa nhôm kính, thì để sang trọng hơn trong ngôi nhà thì chúng ta có thể là sử dụng hệ nhôm kính ở ngoài và hệ khung hộp, cũng như là các cái khung song cửa đằng trong có thể dùng cửa bằng gỗ, chất liệu gỗ, thì ngôi nhà cũng thể sang trọng hơn. Và với cái hệ cửa chỉnh ở đây chúng tôi bố trí đây là hệ cửa panel gỗ panel kính đấy. Tôi sẽ cho chiếu các góc cạnh của ngôi nhà cho bạn thấy đấy, góc cạnh chúng ta nhìn trực quan hơn. Thì các bạn thấy ở dưới xung quanh cái cửa sổ thì chúng ta cho đắp các cái viên cửa đấy, nó sẽ làm nổi bật lên cái cửa sổ của chúng ta. Và bên cạnh đó thì đang dưới cái cửa thì chúng tôi cho ốp gạch. Ở đây các bạn thấy cái gạch vân đá đấy. Thứ nhất là nếu như chúng ta có sẵn điều kiện thì chúng ta có thể là ốp đá, hoặc không có thì chúng ta có thể ốp gạch vân đá thì sẽ tiết kiệm được chi phí hơn, nhưng kiến trúc thì nó cũng rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống cái hệ chân chân móng. Thì ốp các cái đường gạch chỉ. Đấy, các bạn thấy gạch chỉ đấy. Đó, gạch chỉ nó rất là đẹp. Và ở đằng trước cửa thì chúng tôi cho bố trí một cái hệ bồn hoa chậu cảnh đấy, bồn hoa chậu cảnh ở đằng trước đấy, thì cái không gian nó thêm cái phần thoáng đãng cũng như là nó sinh động hơn trong ngôi nhà. Và cái hệ bậc lên xuống ở đây là chúng tôi cho sử dụng hệ 5 bậc. Thì bậc ở đây thì chúng tôi cho ốp, các bạn thấy ốp đá tự nhiên, và chấn thì chúng tôi cho ốp ốp gạch. Đó, các bạn thấy kết hợp giữa đá và gạch. Đó, nó rất là đẹp. Và ở vị trí đằng dưới mỗi cái chấn cột thì chúng tôi cho ốp đá. Các bạn thấy với cái chấn cột này mà chúng ta ốp đá thì sẽ rất là sang trọng. Thì tất nhiên là cũng tùy vào điều kiện kinh tế, thì chúng ta không ốp đá thì chúng ta cũng có thể là ốp gạch ở đây, gạch xẻ đá đây. Và đá thì đá tự nhiên thì cũng từ chi phí cũng tương đối là lớn, nhưng mà nó sẽ rất sang trọng và bền đẹp hơn trong ngôi nhà chúng ta. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi view các cái góc cạnh của ngôi nhà từ sân vườn. Đó. Các bạn thấy cái hệ cổng nó cũng rất là quan trọng, hệ bơ báo và cổng nó rất là quan trọng trong ngôi nhà. Đấy, nó làm tôn tôn lên cái vẻ đẹp ở cái mặt tiền của ngôi nhà chúng ta. Đấy, vì vậy mà một ngôi nhà đẹp mà cái sân vườn bố trí cũng hợp lý, cũng như là cái cổng và cái bơ báo chúng ta làm không hợp lý thì nó sẽ mất đi cái giá trị của ngôi nhà chúng ta. Đó, các bạn cũng chiêm ngưỡng đấy. Đấy là ở phía mặt bên của ngôi nhà. Thì ở đây sẽ chúng tôi bố trí dành một cái cửa phủ. Đó, thì có một cái cửa phủ để đi vào ngôi nhà. Và đây là bố trí hai cái cửa sổ ở phòng vị trí phòng khách. Đó, các bạn thấy đang dưới cửa sổ thì chúng tôi cũng cho ốp gạch, gạch xả đá, gạch vân đá. Đó, các bạn thấy. Và vị trí đằng trước đấy chúng tôi cho bố trí một cái vị trí chúng ta đặt cái hệ tiểu cảnh. Hệ tiểu cảnh này thì cũng phù hợp, làm sao nó cũng đừng lớn quá để nó phù hợp với lại ngôi nhà của chúng ta. Đó, và vị trí chân móng thì chúng tôi cho ốp cái hệ gạch ở chân móng đây. Đó, các bạn thấy. Và ở vị trí giữa chân móng và thân thì các bạn thấy là chúng tôi cũng cho đắp một cái viên gọi là viên phao chỉ rất là nổi bật đó, để chạy dọc nó thể hiện tốn lên cái điểm 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 tiếp nối giữa móng và thân của ngôi nhà. Và cái hệ gạch chỉ này thì các bạn thấy là
Hiện tại bây giờ sử dụng ở cái hệ chân móng là chúng ta sử dụng gạch chỉ thì tương đối là phổ biến, cũng như là nó làm nên cái vẻ sinh động cho cái hệ chân của ngôi nhà, nên nó sẽ rất là chắc chắn cho ngôi nhà chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại ngôi nhà một lần nữa về phối cảnh mặt tiền bên ngoài. Đây, các bạn thấy sân vườn, hệ sân vườn chúng tôi thiết kế luôn cho anh đây. Đó, rất là đẹp. Ngôi nhà cấp 4, sân vườn rộng, thoáng đãng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái kiến trúc bên trong của ngôi nhà. Thì như tôi giới thiệu ban đầu, ngôi nhà có 4 phòng ngủ. Thì các bạn thấy từng cái vị trí. Đây, các bạn thấy đây. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Là đây là cái cửa chính của chúng ta đi vào, đó là tiền sảnh. Thì phòng khách chúng ta rộng 32 mét vuông, rất là rộng. Phòng khách này sự tiếp khách rất là rộng rãi thoải mái. Và ở hệ phòng khách này thì các bạn thấy có cái hệ kệ tivi đặt đối diện với lại hệ sofa phòng khách. Đó. Phòng ngủ thì có các phòng ngủ rộng 13 mét vuông, 15,3 mét vuông và 13,2 mét vuông và 13,3 mét vuông. Đó, bốn phòng ngủ rất là rộng. Và khi chúng tôi đưa cái hệ công năng này lên thì anh cũng như là các thành viên trong gia đình của anh rất là ưng ý. Và các bạn thấy bếp ăn 27 mét vuông rất là rộng. Và ở vị trí toàn bộ ngôi nhà thì chúng ta thấy hiện tại ở đây là chúng tôi thiết kế theo mong muốn của anh, là một nhà tắm riêng, một nhà vệ sinh riêng. Ở nhà vệ sinh 2 mét vuông, nhà tắm 3,5 mét vuông thì là tách biệt rất là rộng rồi. Ở nhà tắm 3,5 mét vuông thì chúng ta cũng đặt được cái hệ lavabo rất là thoải mái rồi. Các bạn thấy đây là vị trí chúng tôi đặt hệ tủ bếp cũng như là hệ bếp nấu ăn và lavabo rửa của bếp ăn. Các bạn thấy đây là về phần cửa 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 hông thì chúng tôi bố trí một cái cửa hông ở đây để khi chúng ta ở phòng bếp ăn chúng ta có thể ra sau và có thể kết hợp một cái bếp phụ bên ngoài này để nấu những cái món ăn mà nó mùi nó tương đối là nhiều thì chúng ta có thể kết hợp đặt bếp phụ ở ngoài này để chúng ta nấu. Và các bạn thấy thì với diện tích của ngôi nhà là 12,2 mét vuông cũng như là 16,4 mét vuông, một ngôi nhà rất là diện tích rất là đẹp, thì bố trí được cái bốn phòng ngủ đó, rất là rộng rãi thoải mái cho mọi thành viên trong gia đình sử dụng. Thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu với các bạn, đây là mẫu nhà của anh Long ở thị trấn Quy Châu, Nghệ An. Thì trên kênh YouTube Nhà đẹp Tân Hà của chúng tôi, thì các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được tất cả những video mới nhất mà chúng tôi chia sẻ các mẫu nhà và kinh nghiệm thi công lên. Thì một lần nữa các bạn hãy chiêm ngưỡng phối cảnh của ngôi nhà anh Long một lần nữa, và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.